Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi vào bài số 11. Tôi sẽ nói về một số cái hàm kiểm tra giá trị, kiểm tra sự tồn tại của biến và kiểm tra giá trị của biến. Những cái hàm này giúp người lập trình kiểm tra những cái ràng buộc trong quá trình viết ứng dụng. Được chưa? Thế thì hàm thứ nhất, nhóm hàm thứ nhất đó là hàm kiểm tra xem cái biến nó tồn tại hay chưa. Ta dùng hàm insert hoặc là hàm empty. Empty. Được chưa? Đây là hai cái hàm thường được sử dụng trong PHP. Ví dụ tôi e cho ra cái biến A. Và các bạn thấy biến A là một cái biến chưa tồn tại. Do vậy khi mà ta làm thế này, nó sẽ báo lỗi biến A. Để tránh trường hợp là nếu như có biến A thì ta mới thực hiện việc là xuất ra biến A. Do vậy ở đây tôi sẽ dùng câu lệnh insert để kiểm tra. Insert. Thế thì cái hàm insert này là hàm để làm gì? Hàm kiểm tra xem biến A có tồn tại hay không. Và tất nhiên nếu như nó tồn tại thì nó sẽ trả về giá trị true. Còn ngược lại là false. Do vậy ở đây không báo lỗi. Nhưng nếu như ở đây ta có biến A, đó, thì khi đó nó sẽ xuất ra là câu xin chào. Rồi. Đó là một biến. Trường hợp thứ hai, nếu như ta có hai biến, ta cùng kiểm tra biến A và gì? Biến B. Được chưa? Biến B. Ví dụ ở đây tôi có một cái biến B là xin chào Lan. Thế đây. Rồi, thế thì ở đây có người thì viết thế này. Kiểm tra biến và biến B. Thế thì cái câu lệnh này hơi dài vì cái hàm này không phải truyền vào một tham số và kiểm tra nhiều tham số, gọi là danh sách biến. Do vậy ở đây ta không cần dùng cái này, ta chỉ cần là liệt kê thế này thôi ha. Đó, là chú ý để cho nó đơn giản hơn. Đấy. Đấy. Được chưa? Xin chào. Và ở đây ta gì? Thì chữ B nữa. Xin chào. Được chưa? Rồi, nếu như ta bỏ đi cái min B này thì hiển nhiên là gì? Nó không chạy vào đây. Tại vì ở đây là và chứ không phải hoặc. Được chưa? Rồi. Đó là hàm thứ nhất. Hàm thứ hai thì hàm này thì ngược lại với hàm này. Ở đây tôi copy cái hàm này luôn ha. Ngược lại. Do vậy ở đây nếu như ta chạy thế này thì nó là gì? Xin lỗi. Sai đâu nhỉ? Cái hàm này. Rồi, ở đây chạy. Không ra cái gì. Hàm này chỉ có một tham số thôi. Hàm này chỉ có một tham số thôi. Nó khác với hàm kia. Hàm kia nó có thể là danh sách nhiều tham số, còn cái này là một tham số. Thì ở đây thấy cái biến này có nhưng không ra cái gì, nhưng không có thì nó là gì? Do vậy cái biến này á, này hàm này nó có một cái ngược lại với bên kia là có thì in ra, không có thì báo lỗi. Do vậy ở đây không có mà nó lại in ra. Do vậy cái này in ra đâu, in ra cái này là xin chào. Do vậy ở đây các bạn chỉ hiểu hiểu một cái khái niệm cơ bản thôi. Đó là hàm này là kiểm tra tồn tại nhiều biến. Còn cái này là tồn tại kiểm tra một biến. Cây này trả về giá trị true nếu biến tồn tại, còn cây này trả về giá trị true nếu biến không tồn tại. Được rồi. Rồi ta sẽ đi sang nhóm hàm thứ hai. Nhóm hàm thứ hai, hàm sẽ kiểm tra
Một cái biến có phải là số không? Is number. Right. Hàm is in hay là is as long. Rồi. Ví dụ ở đây tôi có một biến A. Biến A 1 2 3 4 5 6 chấm chấm 6 7 à. Thế thì biến này là biến số thực rồi. Do vậy nếu như ta kiểm tra cái hàm này thì hiển nhiên cái này không phải là số nguyên. Xin lỗi, ở đây là số. Nó là số rồi. Do vậy đây là số này, số ha. Số. Đây là kiểm tra số mà. À, xin lỗi, dòng số 16. Dòng số 16 đây a is number rich. À, hình như sai rồi. Đấy. Nó cây này là số. Nhưng giả sử đó tôi đưa đây là chuỗi à, tôi đưa đây là chuỗi. Đây. Đảm bảo là chuỗi. Đây. Thì đây không ra. Do vậy nếu như cái hàm này là kiểm tra số. Thế thì trên thực tế có không phải là ta lấy dữ liệu từ form ta chèn vào cơ sở liệu lên. Ta sẽ kiểm tra xem cái thông tin ta lấy từ cơ sở từ form. Đó. Ta kiểm tra xem nó hợp lệ hay không. Nếu như hợp lệ thì ta mới đưa vào. Thế thì giá trị số thì mới hợp lệ, còn giá trị chuỗi không hợp lệ thì cái này là để kiểm tra. Còn tiếp tục, ví dụ ở đây nó là ví dụ đây là số. Ví dụ đây là số, tôi kiểm tra có phải là số nguyên hay không. Số nguyên hay không. Thế thì nếu như số nguyên thì nó sẽ in ra là số nguyên. Nguyên. Còn ngược lại không làm gì hết ha. Các bạn ở đây ta sẽ thấy này, nó không ra. Tại vì số này là số thực nha. À, nếu như ở đây ta sẽ bỏ đi cái dấu này. Đó, là số nguyên. À, tương tự như vậy ta đưa cái is long này vào thì nó vẫn cứ tương tự. À, nhưng đối với cái trường hợp là số nguyên thì kiểu dữ liệu nó số nó ít nó nhỏ. Ví dụ ta đưa một con số mà lớn lớn lên thì ở đây số nguyên này nó không kiểm tra được. Số nguyên này không kiểm tra được ha. Do vậy nó vượt qua cái phạm vi đó rồi, không kiểm tra được. Do vậy ở đây ta cần cái số mà lớn hơn để kiểm tra cái phạm vi lớn hơn ha. Ở đây nó cũng vượt quá của cái thằng này luôn này ha. Ta bỏ bớt đi mấy số nha. Rồi, nó cũng vượt quá luôn ha, bỏ bớt này. Đấy, nó là số nguyên ha. Nếu như ta đưa cái số này thêm con số 9 này nha. À, nó ra không hả? Rồi, thêm con số nữa. Thì hiển nhiên nó không ra này này. Đấy, không ra này. Rồi, ta sẽ đưa cái này, nếu như cái này ra này, cái này ra. Cái này biến kiểm tra số nguyên này thì nó có ra không này. Đấy. À, nó cũng ra. Do vậy cái phạm vi này nó cũng tương tự nhau. Do vậy hàm này các bạn nếu như thế thì hai hàm này nó tương tự nhau rồi ha. Rồi tiếp tục ta sẽ đi sang cái hàm tiếp theo là kiểm tra một cái biến có phải là chuỗi hay không. Kiểm tra chuỗi. Chuỗi thì is string hay là ở đây ta kiểm tra có phải là số thực hay không đi. À, do vậy ở đây nếu như ở đây tôi đưa nó là chuỗi này. Chuỗi này. À, ở đây tôi bỏ chữ A đằng trước này nó chuỗi này. Thế thì ở đây chuỗi thì ta dùng is string ha. Và cái này là gì? Là bằng true. Bằng true. Xin lỗi, bằng chuỗi ha. Chuỗi bằng true, cho vậy nó in cái chữ này. À. Rồi. Tương tự như vậy ở đây ta sẽ kiểm tra cái này có phải là số thực hay không. Do vậy ở đây tôi đưa là số nguyên ha. Là số nguyên nhé. Thì hiện nhiên ở đây nó không xuất hiện ra. Không xuất hiện ra. Nhưng ở đây tôi nếu như đưa thêm một cái dấu nháy để thể hiện nó là số thực thì ở đây nó sẽ chạy ra ha. Rồi. Tiếp tục ta sẽ kiểm tra xem một cái biến có kiểu dữ liệu là gì.
Ví dụ biến này kiểu dữ liệu là gì? Ta có thể sử dụng cái hàm get đây. Get style. Xin lỗi, get style. À, và ta sẽ ê cho cái này. À, ê cho cái này. Đó. Thế thì ở đây nó sẽ trả về kiểu dữ liệu của biến ha. Ví dụ đây là chuỗi ha. Chuỗi. Thế thì ở đây nó sẽ trả về kiểu dữ liệu string. À, nếu như ta đưa vào số nguyên đấy, đưa lại thì nó sẽ đưa về là số nguyên. Đó là một số hàm liên quan đến kiểm tra giá trị. Những cái hàm này á nhằm phục vụ các bạn trong cái việc các bạn kiểm tra giá trị có hợp lệ hay không. Nếu như giá trị mà thuộc cái kiểu dữ liệu hợp lệ thì các bạn có thể thực hiện các thao tác tiếp theo. Được chưa? Thì ở trong này các bạn nhớ cho một số hàm. Tất nhiên trên thực tế nó còn có rất nhiều hàm kiểm tra khác nữa. Các bạn có thể tham khảo ở trên các cái trang mạng. Được chưa? Ở đây là những cái hàm mà thường được dùng thôi.